Chào cả nhà. Không xả lại chọc mình nữa. Hôm nay mình có quà cả nhà ơi. Khoe ngay với cả nhà liền. Mở quà cùng mình nha cả nhà. Ông xã nói hôm nay gần chuẩn bị đi Mexico. Anh có quà tặng em. Chị chà, hôm nay phải mở ra xem coi quà gì nha cả nhà. Cả nhà cùng mở quà với mình nha. Mấy quà gì trong đây đây. Wow. Biết gì trong đây cả nhà ơi, nguyên một đống luôn. Cái gì vậy cả nhà? Cái gì một đống luôn cả nhà. Boating strap. Cái gì quá chừng quá. Quá wow, cái đồ nghề quay phim của mình á. Ừ, quá xa xả lạ mình hết cả nhà, quá tiền xả luôn. Oh, wow, ta-da, máy quay phim, yeah, thank you honey, thank you. You put your phone in there, like that. Wow. And if you let go or something happened in the water, oh, float to the top. Ông xả là cái này giống như cái phao á, mình bỏ vô camera là nó sẽ nổi lên không bị chìm xuống. Đây cả nhà, quay gần như cả nhà xem cái máy quay của ông xã mình mới tặng cho mình nè. How much you bought it? Secret honey. A secret cả nhà ơi, anh nói là bí mật không có nói được. Wow, đã mình có máy quay phim mới rồi cả nhà ơi, phải thử nghiệm ngay thôi. Sau khi mở quà xong là đi ra ngoài mở ra và quay phim liền coi là cái camera mới có đẹp bằng cái điện thoại mà mình bữa giờ quay không. Úp, rớt cái gì xuống dưới rồi. Wow, quá tiền nhiều đồ luôn. Cái gì đây nữa này cả nhà ơi, cái gì tùm lum tá lả, sao mà một bộ nhiều vậy nè. Wow, ông mai ông xã chơi sang ha, mua máy quay phim cho vợ luôn. Chắc là làm việc cả tuần nay để mua quà cho vợ đó cả nhà, cái cưng không. Đã quá, mình có quay phim mới rồi. Trời ơi, từ hồi làm YouTube tới giờ mới có máy quay phim xịn vậy hết trời. Mình chưa bao giờ có cái máy quay phim xịn tầm quay điện thoại không, chưa bao giờ có quay bằng cái có cái máy quay phim, nhưng mà máy quay phim quay được một cái hai cái video nhìn nó không có được đẹp lắm nên mình không có quay. Gì đó lạ hết, sao nhiều chức năng vậy, sao mình biết đường làm đó. Mở cái máy quay phim ra coi trước, xong rồi đi ra ngoài thử nghiệm nha cả nhà. Cái khánh hiệu mình thì tôi biết được mở cái máy nó ra sao luôn cả nhà, xem mình quê ghê ha. Chúng có máy quay phim mới rồi cả nhà ơi, đã lắm. Ơi, nhiều chức năng. Ồ, cái này là gắn vô cái xe hay gắn gì vô à, cho nó giữ lại xong rồi mình bỏ cái máy quay nào cũng có thể bỏ trên cái thuyền mình được á. Ồ, cái này là bỏ lên trên đầu quay nè. Ủa sao nhiều đồ quá chừng luôn rồi nha, quá chừng đồ luôn á nè. Bao la đồ nha, gì mà đồ to lạ luôn. À, phụ kiện đi kèm nhiều quá ha. Cái này là this is all attachments and stuff, so that's to the side. Hay quá, ông xã kêu cái này là chỉ phụ kiện đi kèm thôi ha. Để mở cái máy ra coi cái này nè. Ai chú, ai cái này. Mở cũng cái hộp cũng khó mở vậy nè. Phá luôn cái hộp này. Ủa, cái máy nhỏ xíu vậy hả trời? It's small. Wow, it's small. Yeah, máy nhỏ xíu vậy hả? Coi sao màn hình nó đã được. That's the whole camera, like that. Oh. Put it right in your hand. Cái gì nữa nè? Trời ơi, sao nhiều chức năng quá ha? Cái gì đây vậy? Cái cục pin hay gì á? Cái cục battery. Mount. That was for a helmet.
Motorcycle helmet. Trên cái nón bảo hiểm gắn nó lên. Không có thấy gì. These are different mounts. You can mount it on all kinds of stuff. Sao mà nhiều thứ. This is an LED light. If you want extra lighting. Có cả ánh sáng nữa nè. Underwater. Cả ánh sáng này quay với. We're gonna put it that in the crab pot. Yeah. Lần sau đi câu cua bỏ cái ánh sáng này ở dưới cái lòng cua nè, xong rồi bỏ cái máy GoPro ở dưới. Lần trước quay nó bị GoPro nó hết pin, mình quay không được con cua vô trong lòng. Tiếng này có cái này vô là mình đi câu cua mình bỏ xuống dưới cho ánh sáng quay cua ha. Thôi cái máy đẹp không cả nhà. Máy nhỏ xíu, mình tưởng chắc cái máy bự gì lắm. Ai vậy chứ máy nhỏ xíu rồi cả nhà. Không biết chức năng nó như thế nào đây. Để thử nghe nha. Là sau khi mở quà xong mình đi ra ngoài mình thử xem sao. Mở cái mở cái màn hình ra nào quà. Đúng rồi. Broke off. Not broke. I don't know, but it's broken. Call it now. Gì mới mua mà broke rồi. Ông xã nó mới mua sao tự nhiên gãy gì rồi không biết nữa. Gỡ cái này cũng khó nè. Cái máy này, cái máy quay này ở nhà có cái màn hình ở trước nè. Nói nọ đọc xài đó. Ông xã kêu để được rồi. Cái máy quay này nè, mình bỏ trước vậy nè. Đó nha. Hay là mình nhìn có một cái khung hình, cái khung này màu vuông bên đây này là mình quay á, là mình có thể nhìn mình đang quay cái gì. Còn nhiều cái camera, cái máy cũ ông xã mình cho mình coi, mình bỏ vậy mình đâu biết mình quay đang quay cái gì đâu, không biết là quay nửa mặt hay là quay hết mặt, nhìn không có thấy được. Nên là nhiều lúc mình thích quay điện thoại là như vậy, điện thoại mình nhìn thấy ở trước và cả sau luôn. Còn cái máy quay này được nè cả nhà. Mình qua vậy là mình thấy đang quay, mình sửa soạn được trước khi quay được. Còn kia mình đâu có biết đường, có thấy đâu mà sửa đó. Rồi cái này là ở đằng sau là cái màn hình lớn hơn, còn trước thì nó màn hình nó nhỏ hơn nhưng mà vẫn thấy được thì cũng đỡ đi. Rồi ông xã mình biết chọn lựa dữ rồi nhá. Ui, dễ thương quá hả. Cái này là cái máy quay cầm tay nè. Bỏ vô, gắn này vô. And it goes in there like that. Okay. It should be so so this is not shaking, right? Hmm. It should be one of these. Đây. Ông xã mình nói cái này là cái máy có chế độ chống rung á cả nhà, nên là mình quay nó không có bị rung. Để lát nữa thử nghiệm mình chạy xem là nó có rung không hết cả nhà. Bây giờ ráp máy vô và đi ra ngoài thử nghiệm coi thêm thôi. Mình đang quay với cái máy camera mới nè cả nhà ơi. Đó. Đẹp không cả nhà? Không biết ánh sáng như nào ha. Mình thử chạy xem nha. Thấy nó có rung gì không? Hả? Chạy từ đây lại cái hoa coi xem nè, nó có rung không nha. Đó, cả nhà thấy có rung nhiều không? Đó. Đi ra quay mấy cây cà chua nè cho cả nhà xem nè. Đó. Thử máy. Này nó ra bông rồi cả nhà ơi. Trời ơi, sao mà cà chua của mình nó vươn thiệt là vươn cao. Đã quá cả nhà ơi nè. Bóng à. Ra bóng rồi nha. Cây bên đây chưa thấy bông. Cây bên kia có bông rồi kìa. Đó. Cây nào cũng có bông, chỉ có một cây bên kia là chưa có bông thôi. Wow. Quá chừng luôn ha. Mình không biết cái này mà thâu cho nó gần hơn cái khúc nào ta.
Mò chưa ra cả nhà ơi, khổ ghê. Rồi, đi ra ngoài kia, ngoài vườn mình nha. Chạy ra ngoài vườn nè. Đó, mình đang chạy đó. Xem là nó có rung không nha. Cả nhà dòm trong cái lát coi video coi. Đó, mình đang chạy quá trời luôn. À. Cây bí ngô của mình nè, xem cái trái nè, nhà ơi, nay nó bự ghê chưa. Sắp ăn được rồi đó. Quá chừng trái trong kia nữa kìa. Đó, đang ra đó cả nhà. Dâu tây này, qua quay dâu tây cho cả nhà xem. Nhưng mà mình vẫn chưa có mở ra được, tại vì mình đã trùm nó lại rồi. Mình sợ mấy con sóc nó ăn đó. Nè, nhà thấy mấy cây dâu tây của mình không? Mình trùm nó lại nè. Cái trái nó trong đây nè cả nhà. Nhà thấy không? Để ít bữa nữa nó chín, mình sẽ quay cho cả nhà xem. Ui, cái củ cải đỏ này đã chín, nó đỏ lên rồi. Chuẩn bị đi thu hoạch cả củ cải đỏ nha cả nhà. Đó, củ dền đỏ của mình nè, củ cà rốt nè, sắp thu hoạch rồi. Lát nữa chắc phải thu hoạch cải cây thôi cả nhà ơi. Cải cây của mình nó đã bắt đầu là nó lên bông rồi, mình phải cắt đi. Mình cho chị Jane một ít, mình cắt ở trên cái đầu đi, rồi cho nó chỉ ra mấy cái nhánh mình ăn từ từ sao. Đó, xem cái quả dưa leo của mình bữa hôm nó ấy tới đâu rồi. Cả nhà thấy không? À, trái nè. À, thấy cưng không cả nhà? Trái cưng ha. Bên kia một trái nữa đó. Nay dưa leo của mình lớn và xanh rồi đó ha. À, còn đậu Hà Lan nè cả nhà. Mình thu hoạch vô một mớ rồi. Để lát nữa làm món hàu. À, giờ bây giờ mình còn mấy trái này, ít bữa nữa mình thu hoạch mình sẽ quay nha. Ôi, trời ơi, trái này bự rồi, xào ăn được rồi đó cả nhà, ngon lắm. Còn cái bầu mình nay nó lớn dễ sợ chưa. À, còn cây Việt Quất á, mình trùm lại cả nhà, thấy tượng hiệp đó không? Nó trái nó chín vậy đó, mình sợ mấy con chim nó ăn nên mình phải trùm lại đó. Đó, công sức mình nuôi cho nó lớn, có trái tới lúc mình ăn không được, mấy con chim nó ăn hết uổng. Rồi đó, bên đây nè, mấy con ong với lại mấy cái con ấy nó bu vô cái cây mâm xôi đỏ của mình, nó ăn quá chừng luôn. À, nó thụ phấn cho mình đó, quá chừng ong luôn cả nhà thấy không? Bao la ong luôn. Ê, mình mấy trái dâu tây bên đây nó đỏ đỏ nè cả nhà ơi. Nè, nó đã đỏ đỏ rồi nè. Mình sợ nó ấy, mình trùm vô trong đây mấy trái, kỹ sợ con sóc nó vô nó ăn hết uổng. Còn cây tỏi tây của bữa hôm mình trồng á, nay nó đã lớn lên ghê không? Quá chừng luôn ha. À, lớn rồi, bên đây nữa nè. Lá to ghê không? Còn mấy cây đậu mà bác Jerry cho mình đó. Cây đậu màu vàng á, à, nó đã lên cây rồi. Được có mấy cây à, ít bữa nữa mình lấy cái tre mình chống cho nó bò lên. Còn mấy cây măng tây con xã mình có con cây bên kia mình tính lén ăn mà vẫn chưa dám gớm la. Còn mấy cây khoai tây cả nhà, nay nó lên cái hoa màu tím giống như là cà tím ghê không, y như là cái bông của cà tím vậy ha. Nè đó, lạ thiệt, khoai tây y như cà tím. Còn hả, thôi bông cải xanh rồi, cải tí hon này cũng lớn quá chừng luôn. Rồi đó, rồi mồng tơi bữa hôm mình mới trồng này, xà lách mới trồng cơ. Con nhỏ xíu xíu này nó mấy lá rồi nè cả nhà. Rồi, lớn lẹ ghê không? Quá chừng nhanh lớn luôn á. Đó, cả cây nè nó lên bông rồi nè. Lát nữa mình sẽ cắt. À, video sau mình sẽ cắt cái này đi vô. À, cho chị Jen một ít ăn thử. Đó, xà lách mình hái hai đợt xà lách luôn á, mà ăn gỏi cuốn rồi bữa hôm mình ăn bánh khọt đó. Và củ tỏi hôm nay nó bự ghê không? Thích cưng không cả nhà? À, wow, củ tỏi bự không? Nhà, cả nhà nhớ cắt nước nha. Khi mà thấy củ tỏi bự rồi cắt nước nha. Rồi khi mà nó rẹp xuống là mình sẽ thu tỏi thôi. Sắp thu tỏi rồi. Đi chơi về là thu tỏi. Vườn này đã không cả nhà? À, bye cả nhà. Hẹn cả nhà các video sau nha. Bye bye.